Dạ, con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cái cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi có những ma, những quỷ đang tu luyện cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả mình cùng con sẽ quay trở lại cái khu vườn mít. Thì cái khu vườn mít này thì chắc ở nhà mình có xem video cũng đã biết rồi, thì cũng đã được con nói là cái khu vườn mít này là cái khu của một người ông, ký là ông của bạn ông con đó nha. Đó, cho nên là ông cũng thì cái clip đó con nói cũng lâu lắm rồi, thì xin phép nay nói lại. Thì ông có nói là để đây để mà cho con lâu lâu lại để mà tìm hiểu xem có vong nào về trong hội không, để mình cúng kiến cho họ dùng, mình gửi họ về chùa, về núi Thổ Hợp cái nè. Thì hôm nay con cũng khá là lâu rồi ha, cũng cả tháng hơn chứ con không có đến đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng vào cũng khám phá để xem có vong nào về trong ngụy không, mình có thể giúp đỡ cho họ như thế nè. Thì nói chung thì cũng sẵn tiện đường con ghé luôn, chứ thật sự cũng khá là lâu rồi không có đến đây, không biết có vong nào về trong ngụy không. Coi nhiều bữa nay mình cầu duyên đi nha cả nhà, mình có duyên gặp được con mình nào mình giúp con mình đó, còn không có duyên thì mình đi về. Rồi. Gì mới vô đập luôn kìa nha, rồi lại đập máy nha cả nhà. Ui gì vậy trời, mới đặt cái máy xuống rồi pin nó mất tiêu rồi. Vậy chắc có pin rồi cả nhà, có vong rồi. Để mình tiến vào trong xem sao nha cả nhà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ tôi hỏi là ai vừa mới xuất hiện như tôi thấy, có thể ra giao tiếp nói chuyện tôi được không ạ? Gì thế? Cái gì cả nhà? Có con gì đó cả nhà ơi? Ủa mất tiêu luôn người ta. Vậy nó môi thôi Phật, không có thể hoan hỷ xuất hiện ra cho tiếp nói chuyện tôi, để tôi có thể giúp đỡ, tôi cúng kiến cho vong dùng, vì tôi gửi vong đi về chùa về núi cho vong tu hành độc đạo được không ạ? Tôi này để giúp đỡ cho vong thôi, chứ tôi không có ý xấu nha, không đến đây để bắt vong đâu. Kỳ đó, mỗi lái đi mất tiêu nha. Kỳ đó. Ôi kìa cả nhà ơi. Nhưng thấy đứng sau cái hay gì cái nè, nhìn thấy không ta? Để con tiến tới với cả nhà. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vong có thể bình tĩnh ha. Vong bình tĩnh đi, tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ cho Vong thôi. Tôi muốn cúng kiến cho Vong dùng. Vì tôi muốn gửi Vong, đưa Vong về chùa, về núi cho Vong hành tập đạo thôi. Chứ tôi không ý gì xấu nha. Không, Vong đừng có sợ. Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Đi đâu? Từ từ, đi đâu? Đến đây là ức hiếp tao nữa hả? Không có ức hiếp. Đến đây thì giúp đỡ. Bình tĩnh. Giúp đỡ thiệt không? Thiệt, trời ơi. Đến đây để mà cúng kiến cho dùng. Bình tĩnh nha. Thiệt. Cúng kiến cái gì? Cúng kiến cái này hả? Phải, trong đây nè, ba lô có cơm. Tưởng đâu cái này á là của bà con. Tôi không dám đụng tới. Tôi đụng tới á, tôi cũng cảm thấy tội lỗi lắm. Đây. Đây, cơm, có cơm chay. Cơm chay ở đâu vậy? Cơm chay của tôi đem theo với đâu? Ủa, bà khoan đã. Sao? Ông là ai mà tự nhiên ông tới đây, ông đem cái hộp cơm chay ra, rồi ông có khi nào ông giận tôi không vậy? Trời ơi, làm gì có. Sẵn đây tôi cũng xin giới thiệu. Tôi là người chuyên đi giúp đỡ những vong linh đang lang thang đói khát ở cõi ta bà này, để cho họ được ấm lòng nỗi dạ. Rồi tôi sẽ đưa họ đi về chùa, về núi, tu hành học đạo. Thì ngày hôm nay cũng có duyên với anh ở đây. Thì anh có thể bình tĩnh, hoan hỷ, mở rộng cái tấm lòng của mình ha, đừng có sợ, để đón nhận cái tình cảm mà tôi mang tới cho Vong được không? Tại vì số tôi khổ sở lắm, mất lang thang vất vả, đối khát lạnh lẽo nữa. Thật sự tôi làm những việc đó là cũng đúng, chính chắn, chứ đâu có gì sai trái đâu, mà họ lại trách móc, tôi đánh đập dã man tôi cho đến khi tôi mất. Khổ lắm. Dạ, nó thì thôi bây giờ em nói thế này nè. Lúc mình còn sống á, là mình cũng bị người ta ăn hiếp, mình cũng bị đánh đập đến khi mất. Nó bây giờ mất rồi á, thì mình cũng đã là một hồn ma đói khát lạnh lẽo. Thì thôi thì coi như là ngày hôm nay thì được bề trên soi sáng, rồi được phước, được đức, rồi để em giúp đỡ cho đi về chùa, về núi, về đó để mình còn mình tu hành học đạo, để mình còn sớm mình được đi đầu thai chuyển kiếp luân hồi, để làm quyết định mới nữa. Chứ kiếp này anh cũng bị người ta ăn hiếp, cũng bị người ta đánh đập rồi, cũng bị chết oan rồi. Thì không lẽ anh muốn ở lang thang cõi ta bà này hoài sao? Thì anh cứ nói đi, cho tôi nghe có gì á, thì tôi sẽ mở lòng nhờ anh giúp đỡ. Thì giờ mình kiếp này là mình bị khổ rồi, đúng không? Thì mình cần nên về chùa, về núi, mình tu hành học đạo. Tu hành học đạo để làm gì? Mình tu hành học đạo để mình giảm bớt cái nghiệp nè, giảm bớt cái uất hận của mình. Rồi mình giảm bớt những cái sân si, những cái hận thù, để mình tích phước, tích đức, để kiếp sau mình đầu thai mình có thể là mình sống tốt với xã hội hơn, sống tối nhân xử thế tốt hơn. Đó, mình làm một con người tốt hơn, không phải bị người ta hà hiếp nữa. Mình có một cuộc sống thoải mái hơn, biết đâu mình kiếp sau mình đầu thai mình được vào một cái gia đình khá giả hơn, đầy đủ hơn. Mình phải về chùa, về núi mình tu để mình tạo phước, tạo đức cho mình, thì kiếp sau mình mới sống khỏe, sống an nhàn được. Thì tôi đang nghe anh nói nè, nếu thật sự nó đêm hôm khuya khoắt mà anh lặn lội đến đây, anh để tìm kiếm tôi, mà thật sự anh có cái lòng giúp đỡ tôi thật sự á, thì thật sự tôi rất mang ơn và cảm ơn anh nè. Anh có thể anh giúp đỡ giùm tôi đi. Rồi. Tôi khổ dữ lắm, đói khát lạnh lẽo dữ lắm anh ơi. Rồi, ok, bây giờ đói khát lạnh lẽo lắm rồi đúng không? Đúng vậy. Rồi, tôi sẽ cúng cho anh dùng trước. Ha, cho anh được no lòng đi. Rồi tôi thắp hương cho anh hưởng, cho anh ấm dạ đi. Rồi chút xíu vào rồi anh em mình tâm sự những chuyện sau nha. Trời ơi, được như vậy thì tôi cảm thấy rất là cảm kích và cảm ơn anh luôn á. Dạ rồi, anh cứ bình tĩnh, đừng có sợ. Em đến đây chỉ là muốn giúp đỡ cho anh thôi, chứ em không có hại anh đâu nha. Ừ, tôi xin nghe lời anh, cũng mong là vậy. Anh là người tốt cảm ơn người tốt. Dạ, vậy rồi, vậy thì bây giờ tạm thời lên cây mít nào đó ngồi nghỉ ngơi đi. Thì em sẽ cúng xong ha. Em sẽ ra, rồi em sẽ cho anh xuống dùng xong đi vào đi. Em sẽ dẫn đường, dẫn lối, chỉ đường, chỉ lối cho anh để mà cho anh đi về chùa, về núi. Cho anh tâm hồn được đạo nha. Rồi, tôi xin nghe lời anh nè. Dạ. Tôi xin phép nha. Dạ, anh đi nha. Nhanh dữ ha. Rồi cả nhà, thì con đã khuyên được bóng linh của anh trai này cả nhà. Ông làm gì ông sợ chứ không biết. Ông sợ con bắt ổng, không phải ông sợ bắt ổng mà sợ con hành hạ ổng như lúc mà anh còn sống phải nè. Mà không biết sống ông bị sao mà ông nói nghe tội quá. Thôi để chút đến sau nha cả nhà, giờ mình cúng trước nha cả nhà. Giờ mình cúng trước đi, mình tính sau. Đây vẫn là như cũ nha cả nhà, cơm chay, bánh và trái cây, hương và nước. Cơm chay đây, để con lấy bánh nó nghe này. Hôm nay có măng cục, mình sẽ cúng cho anh măng cục nha cả nhà. Ê, trời trời, rớt quýt. Cúng măng cục với bơm đi cả nhà. Cho anh hai trái măng cục đi, làm trái bơm, rồi mớ bánh. Ây da, măng cục này rẻ nè, 60.000 ký. Còn mắc chứ không rẻ đâu, rẻ lúc trước thôi. Cả nhà, hồi bữa có cái giờ có cái anh kia cả nhà nhắn tin con, ủa sao không mua sầu riêng tách ra cúng á, cho nó thơm cho vong về nhiều quá kìa. Trời ơi, nói anh nói cái con nói anh, anh ơi anh biết cái hoàn cảnh của em rồi. Giờ nội trái cây này mua không là em cũng không có tiền mua nữa. Mọi người kêu mua sầu riêng giờ như trăm mấy ký ở nhà. Sầu riêng ở quê, sầu riêng dạt cái không được ngon nữa đó. Mình trăm mấy ký, mình trái sầu riêng chắc được vài múi, sao đủ cúng. Cúng chắc mấy trăm ngàn mà một trái là phải 1 ký đâu cả nhà. Trái còn nước 2-3 ký thì cái nước ra 300-400 ngàn, 400 ngàn. Mà đi cúng đi 400-500 ngàn, chưa tính tiền bánh nữa thì chắc nghèo luôn. Nên anh ơi anh tha cho em đi. Anh nói trời tao giỡn thôi mà. Chết luôn, giỡn kia nó chết em luôn. Giờ cả nhà tao con xíu nha cả nhà. Giờ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tất Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Tổ Thần Tổ Địa Cục Tổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cùng với cái nguyện cũng được trợ duyên các con linh đang đối khác là lẽ cục tổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong rằng các ngài cái thông cảm ứng chứng minh đồng hành của con có thể cho những con linh đang trú ngụ ở đây được ra hưởng những người để mà con mang tới để họ ấm lòng nỗi dạ hơn. Và con xin phép các ngài các ông có thể là con đưa cho họ đi về chùa về núi để cho họ tu hiền tu lành để sớm được thay những kiếp luân hồi làm kiếp người mới. Để Nam mô Phật. Mọi người có phép để bạn thích như thế nào. Bữa nay mình gặp phải người tốt rồi. Người ta cho mình đồ ăn nè, rồi nó còn giúp đỡ mình như nữa đó. Thật sự là bữa nay cái số mình hên quá vậy. Mình có đồ ăn, mình còn được giúp đỡ nữa. Mà không biết á, một chút á, là giúp đỡ. Rồi mình đi bằng cách nào nữa đây nè. Đồ ăn nhiều quá, mình ăn no đi. Rồi một chút xíu, có gì mình tính. Chào anh, bình tĩnh nha, đừng sợ em nha. Tôi xin chào anh. Sao rồi? Dạ, trời. Nãy giờ dùng cơm bánh trái thì sao, ổn không? Ổn, ngon quá à. Nó đói, mà dùng vô một cái là cảm thấy no lòng ấm dạ luôn. Thật sự rất là ngon luôn á. Tôi cảm ơn anh nha. Rồi, không có gì. Rồi sao rồi... Vì bao lâu rồi không được dùng những phần lễ cúng như thế này? Lâu lắm rồi. Từ lúc tôi mất tới giờ á, tôi đâu có được dùng những phần lễ cúng như vậy đâu. Tôi lang thang ở cõi Tàu Bà, tôi kiếm được cái gì á thì tôi dùng được cái đó à. Nhưng mà đa số á là tôi nhịn đói nhiều á, không có gì để dùng hết trơn á. Rồi anh lang thang cõi Tàu Bà là bao lâu rồi? 13 năm rồi. 13 năm hả? Rồi anh có thể cho em biết là ngày xưa anh tên gì và anh mất bao nhiêu tuổi không? Ngày xưa tôi tên Quy, tôi mất 16 tuổi. Hả? Mới 16 tuổi? Đúng vậy. Wow, còn trẻ vậy hả? Đúng rồi, vậy chứ nãy giờ anh tưởng tôi là ông già hả? À, không, nãy giờ tưởng đâu lớn tuổi mà, chứ đâu biết mà mất trẻ như thế. Đâu có đâu, em mất trẻ tuổi lắm, có 16 tuổi là em mất rồi. Giờ, rồi thì thôi, vậy anh xin chào em nha. Tại vì em còn nhỏ tuổi, anh này cũng lớn rồi ha. Dạ, em xin nghe. Dạ. Rồi, ngày xưa em sống ở đâu Quy? Ngày xưa em sống ở tỉnh An Giang á. An Giang hả? Wow. Rồi sao mà anh có thể kể cho em biết á, vì sao mà em mất sớm đến như vậy không? Rồi ba mẹ em đâu mà không thắp hương cho em hưởng, mà để bắt em phải đi lang thang ở cõi Tà Bà này. Này, chuyện tình nó trái ngang rồi nó lộn xộn dữ lắm anh ơi. Thật sự không có thể nào mà định được phương hướng luôn á. Ồ, thì cái câu chuyện nó như thế nào thì em có thể từ từ em kể rõ cho anh nghe để anh biết, rồi anh tìm cách anh giúp đỡ cho em, để anh đưa em đi về chùa về núi cho em tu hành học đạo đi. Chứ giờ em mất trẻ quá mà em lang thang có ta bà này thì sao mà được. Thì á, ngày xưa á là ông ngoại với bà ngoại của em á là sinh ra được con mình mẹ của em mà. Là mẹ của em kể lại á, xong á rồi mẹ em mới lớn lên đó, là quen ba em rồi á, hai người mới cưới nhau. Nhưng á do á, mẹ em á là con một, rồi á ông ngoại với bà ngoại á đòi á là bắt rễ về ở chung luôn á. Nhưng á mà ba của em á không có chịu, rồi mẹ em mới nói á bây giờ á ba với mẹ của em nó có mình em mà anh không chịu ở rể nó rồi làm sao. Rồi á em nghe mẹ em kể lại á, ba em cũng không có chịu luôn. Ba em nói thôi đi, anh không có chịu ở rể đâu. Thật sự á cưới nhau á thì hai đứa mình á ra ở riêng đi, rồi á tự lập cuộc sống. Còn ba mẹ á có gì á thì mình hỗ trợ, mình giúp đỡ lẫn nhau. Chứ còn ở rể á thì anh không có chịu đâu. Thì á em nghe mẹ em kể á là ba em nói như vậy đó, chứ không thì bây giờ ở rể chung thì có ông bà ngoại chắc nghĩ cũng lo lắng cho em, thì em đâu có đến đổi đâu mà mất sớm. Rồi á từ lúc như vậy á rồi ba với mẹ em cưới nhau rồi ra ở riêng á, thì ba em đi làm lụm bên ngoài á vất vả dữ lắm. Mẹ em nói từ lúc sanh em ra được á là ổng mừng dữ lắm. Ổng nói ổng đi làm, ổng ráng lo cho con trai của ổng người kia, ổng thương em dữ lắm. Là em nghe mẹ em kể là em mới biết, thì do ba em đi làm ngày đêm á, rồi á ai kêu cái gì ổng cũng làm hết trơn á, chủ yếu là kiếm tiền để lo cho em với mẹ của em đó. Luôn á mà ổng làm á, ổng không có ráng giữ gìn sức khỏe của ổng gì hết trơn á. Có khi ổng làm ngày rồi cả nửa đêm ổng mới về luôn á. Rồi không may á, hôm bữa đi làm về hơi tối á, trên đường á rồi xảy ra tai nạn đó, rồi ba em mất luôn. Mất luôn? Đúng rồi. Rồi á bỏ lại con mình em á với mẹ của em mà. Thật sự ba em mất á thì em cũng buồn dữ lắm. Lúc đó thì em cũng biết rồi, nhưng mà buồn thì buồn, mình biết làm sao bây giờ. Mẹ mới nói thôi đi con ơi, con đừng có buồn nữa, cái này là do cái duyên số mà. Thì ba con á không may mất thì con cũng đừng có buồn. Thì mẹ em khuyên á thì em cũng ráng cố gắng là nghe lời. Rồi á từ đó an táng cho ba của em xong á, rồi mẹ em á mới nói bây giờ á tới mẹ phải đi làm bươn chải để lo cho con nữa. Rồi á có gì á còn giúp đỡ cho ông bà ngoại nữa. Thì mẹ em á đi làm ở bên ngoài á được một thời gian, cũng cỡ là 1 năm rưỡi 2 năm gì á. Rồi á có quen được cái chú kia kìa, cũng làm chung nữa. Rồi mẹ về mẹ mới kể á là quen, rồi kể cái hoàn cảnh như vậy đó. Rồi chú đó cũng có vợ, nhưng mà cũng thôi vợ rồi. Thì thấy vậy đó rồi á mẹ em với ổng mới quen nhau á. Rồi sáp ở chung, quen nhau định sáp ở chung, nhưng mà về á mẹ em mới hỏi ý kiến của ông bà ngoại á. Thì ông ngoại với bà ngoại á là phản đối, không có cho, không cho luôn. Đúng rồi, ông ngoại nói á mày chồng mày á mất rồi, rồi bây giờ á mày muốn bước thêm một bước nữa, nhưng á mày có một thằng con rồi, rồi biết á, bước thêm một bước nữa rồi nó có thương yêu mày, nó có lo cho con mày hay không, hay là nó về lúc đầu nó nói ngon nói ngọt Rồi một thời gian sau á, nó ăn nhậu lè phè, rồi nó bắt mày đi làm nuôi nó, rồi cực khổ nữa là sao. Nó là ông ngoại với bà ngoại em phản đối là không có cho. Rồi á, mẹ em nói á, là anh này á, nó thương con dữ lắm ba mẹ ơi, yên tâm đi. Rồi ổng hứa về lo cho con của con nữa. Rồi có gì á, rồi ổng nói sẽ lo phụ hợ cho con là giúp đỡ ba với mẹ nữa. Ba với mẹ yên tâm đi. Thì á, mẹ em nói cỡ nào á, ông bà ngoại á, nó cũng phản đối hết trơn á. Bà ngoại nói lo á, thì lo cho một phần nào thôi, chứ hả, có ai đâu mà. Mày thấy không, nhiều lúc tao thấy á, cha ghẻ nào á, đâu mà thương con chồng thiệt tình đâu. Thì nó cũng thương một thời gian à, rồi sau này á, nó đổ bể ra, nó tùm lum hết trơn á. Mày hãy suy nghĩ lại đi. Coi chừng á, là khổ cho thằng con của mày đó. Dạ. Thì ông bà ngoại em nói vậy á, rồi mẹ em nói để đi, bà suy nghĩ xong rồi từ từ bà tính. Xong á, bà kể đi qua bển nói với cái ông chú đó đó. Rồi ông chú đó mới nói á, là bây giờ á, hai đứa mình sáp lại ở với nhau, có gì á, mình hỗ trợ lẫn nhau, mình thương yêu nhau, rồi mình săn sóc cho nhau. Chứ đằng này á, ba với mẹ của em có lo cho mình đâu mà em suy nghĩ như vậy. Rồi không lẽ á, bây giờ á, em nghe lời mẹ của em á, rồi á, em bỏ anh luôn hay sao? Rồi mẹ mới nói á, bỏ thì không có bỏ, do em cũng có một đứa con nữa, em cũng muốn kiếm một người để nương tựa, hỗ trợ lẫn nhau, để lo cho con của em, phụ em. Rồi á, cái ông chú đó mới nói, rồi bây giờ ba mẹ của em á, nó phản đối á, bây giờ anh biết làm sao. Bây giờ á, anh có cái ý định gì nè, bây giờ thôi á, nó phản đối thì phản đối, mình sáp lại với nhau á, mình ở nhà mình, chứ mình đâu có ở nhà ba với mẹ của em đâu mà em lo, giờ ý em sao? Thì vừa nói như vậy á, thì mẹ em cũng chịu luôn. Mẹ em quyết định. Rồi mẹ em về mẹ em nói á, với ông bà ngoại thêm một lần nữa. Thì ông bà ngoại mới nói á, nếu á, mày mà sáp lại ở với thằng đó đó, là tao không có nhìn mặt mày đâu, tao từ mày luôn đó. Trời. Tao á, là chỉ muốn tốt cho con của mày thôi. Tao sợ á, nhiều khi về nó đối xử tệ bạc với con của mày, rồi con mày nó khổ sở nữa, tội nghiệp thằng nhỏ dữ lắm. Mày hãy suy nghĩ đi. Ông ngoại em cũng cứng rắn la dữ lắm. Rồi mẹ em mới quyết định là sẽ sáp ở lại với ông chú đó. Là bỏ ông ngoại với bà ngoại em luôn. Trời. Là không có quan tâm luôn á. Mẹ em nói á, nếu ba mẹ nói vậy á, thì thôi con với ảnh á, sáp lại ở với nhau, tự lo cho bản thân, không cần ba mẹ phải lo. Thì nói như vậy xong rồi á, mẹ của em với ông chú đó sáp lại á, ở thì lúc đầu á, ổng cũng thương yêu em, ổng lo lắng, ổng săn sóc đầy đủ dữ lắm. Lo chu đáo dữ lắm. Rồi á, ổng cũng đi làm phụ mẹ em nữa. Được một thời gian á, rồi á, em thấy ổng ở nhà không à, ổng ít đi làm lại, với phần bắt đầu ổng ăn nhậu từ từ nữa. Rồi á, ổng, em nghe ổng á, hay nói chuyện điện thoại á, với cái bà nào nữa. Nhưng á, mà nói á, thì sợ mẹ của em không có tin, bởi vì em không có dám nói luôn. Rồi một thời gian á, từ lúc á, mẹ của em với ông bà ngoại á, giận với nhau, rồi không có nhìn mặt với nhau nữa đó. Rồi do ông bà ngoại càng ngày á, càng lớn tuổi, rồi á, chắc ông ngoại cũng tức á, rồi ông mới sanh ra ông ngã bệnh. Ông ngã bệnh á. Rồi nhiều lúc hả, em cũng muốn đi qua thăm ông ngoại với bà ngoại dữ lắm, nhưng mà ông chú đó với mẹ cản luôn, không cho luôn hả? Không có cho qua. Sao kỳ vậy? Em cũng không hiểu sao nữa. Rồi ông chú nói á, ông ngoại với bà ngoại mày á, không có nhìn tao, không có chấp nhận tao. Rồi bây giờ á, tao sáp lại tao ở với mẹ mày, tao lo lắng cho mày với mẹ mày, thì bây giờ á, mày phải nghe lời của tao với mẹ mày, mà không có được qua thăm ổng bả, bỏ ổng bả luôn đi. Trời. Mình lo cho cuộc sống của mình đi. Wow. Thì cấm em như vậy đó. Rồi em thấy thật sự ông ngoại bệnh thì mình cũng rất là lo, muốn qua thăm ông thử coi đi xem sao á. Nhưng mà họ không có cho. Rồi em canh á, ba với mẹ của em đi làm đó, rồi á em mới qua em lén em thăm thử coi á ông ngoại với bà ngoại ra sao á. Thì đi qua bển á, bà ngoại nói á ông ngoại á từ lúc á cấm cản mẹ mày như vậy á, rồi la mẹ mày không có nghe đó, rồi ổng buồn bã, ổng ngã bệnh xuống. Rồi bây giờ á bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, đâu có làm cái gì đâu mà có tiền để lo thuốc men cho ông ngoại con. Con ấy con đi về bển á, con hỏi mẹ con coi có tiền hay không, cho bà ngoại mượn một chút đỉnh đi, đỡ để mua thuốc cho ông ngoại mày coi uống có đỡ hay không con. Thì bà ngoại em nói như vậy á. Về bển em nói với mẹ của em, mẹ của em mới nói là tiền đâu mà cho bà ngoại mày mượn, rồi á lỡ mẹ đưa rồi cha dượng mày thấy, rồi cha dượng mày la rầy nữa rồi sao. Trời đất ơi, rồi là ông ba mình bị bệnh như vậy mà còn sợ cho ông chồng nữa, chết luôn. Thì bởi vậy em mới nói mẹ thấy ông ngoại với bà ngoại già lớn tuổi, dù gì cũng là ba với mẹ của mẹ mà mẹ không lo, còn đằng này mẹ sợ hạ ổng nữa. Mẹ đưa một chút đỉnh tiền, mẹ không nói làm gì ổng biết. Đúng mẹ rồi. Ổng quản lý tiền hay sao mà mẹ sợ. Em nói vậy đó, cái mẹ em nói nhưng á mà mẹ cũng thấy sợ sợ ổng mày ơi. Sao lúc này tao thấy ổng căng quá, bây giờ tao đưa lỡ ổng kiểm tiền một cái á, tao không biết làm sao nữa. Rồi á cái em mới hỏi mẹ không đưa, rồi giờ tiền mẹ bỏ đâu hết rồi. Cái bà mẹ mới nói tao cất tao bỏ trong tủ á. Thì em nghe mẹ em nói vậy, cái em mới nói mà được rồi, mẹ không cho mượn thì thôi, để con có gì á con liên lạc với bà ngoại, con nói con không có cho mượn, bà mẹ không có cho mượn. Rồi xong á em nói thôi con mệt quá, con đi nghỉ ngơi nè, không muốn nói chuyện với mẹ nữa đâu, con buồn mẹ dữ lắm rồi đó. Rồi xong nói vậy á em buồn bã quá, rồi em không có ăn cơm luôn, em tắm rửa xong á em vô mồm em ngủ luôn. Rồi á tới sáng á cái cha dượng của em với mẹ của em mới đi làm. Rồi á em mới hỏi á cha dượng á thường á ổng đi làm nguyên ngày ổng mới về. Rồi á hôm nay á em thấy cơ hội ổng đi rồi á, em tính hỏi ổng á đi làm chừng nào về, đặng em định nâng cấp một chút đỉnh tiền á để qua để đưa cho bà ngoại chạy chữa thuốc men cho ông ngoại, cho để diễn biến càng ngày càng trở nặng á, mà ông ngoại của em mất luôn á là em buồn dữ lắm. Rồi sáng á cái mẹ em đi làm, mẹ em nói á ở nhà ấy đi, chiều con cơm nước đi, mẹ về cũng hơi trễ đó nha. Rồi á cha dượng ổng nói nè ấy, con ở nhà cũng cơm nước đi nghe, lúc nào dượng về á thì cũng không biết nữa. Thì ổng nói vậy đó, em thấy là có cơ hội á là ăn cắp tiền rồi, nhưng á mẹ em đã nói để ở trong tủ, thì từ lúc ổng với bả đi xong sao em cứ tìm hoài nhưng mà không có được, không biết bả cất cái chỗ nào kỹ quá tìm không có ra. Rồi á em lần quần em lục lạo lui cui cho đến trưa luôn, tầm cỡ 10 giờ á là em mới lục, em mới thấy được cái số tiền á là mẹ em gói ở trong cái bộ đồ á. Trời, tôi cất quá trời kỹ luôn, bởi vì em tìm ra gần tới 10 giờ mới tìm được. Thì trong đó em thấy á tiền nhiều dữ lắm, nguyên một cọc luôn. Nhưng mà em không biết là bao nhiêu, em quýnh quáng quá em cũng không có điếm nữa. Rồi em mới rút đại á, em lấy 500 ngàn à, em định á sách chạy qua để đưa cho bà ngoại á, mua thuốc cho ông ngoại. Thì bất chợt ở đâu á ông cha dượng ổng về tới, ổng thấy em cầm cái tờ 500 ngàn ở trên tay á, định chạy đi á. Rồi ổng mới hỏi á tiền ở đâu mà con cầm ở trên tay vậy. Con nói tiền của mẹ, ông ngoại với con bệnh nặng quá rồi không có tiền bươn chải thuốc men nữa, con thấy vậy á con hỏi mẹ con, mẹ con không có đưa, con mới ăn cắp để chạy qua đưa cho bà ngoại mua thuốc cho ông ngoại con, chứ nếu không trễ á Con sợ diễn biến ngày càng xấu. Rồi ông ngoại con mất, con buồn dữ lắm cha Vượng ơi. Mong cha Vượng hiểu. Vừa nói xong á, ổng nổi cái trận lôi đình ổng lên. Trời. Ông nói thằng cha mày từ lúc á tao sáp với mẹ mày, ông già với bà già đó cấm cản, nói tao không có lo được cho mày với mẹ mày, bắt buộc tao á không có được đến với mẹ mày. Rồi cũng chỉ gì á, tao với mẹ mày thương yêu lẫn nhau, rồi á cỡ nào cũng đến với nhau. Rồi á lo lắng cho mày đến ngày hôm nay, rồi tuổi mày mới có ba lớn đó, mà mày định lấy tiền qua cho ông bà già đó. Mẹ mày, tao quýnh cho mày thấy mẹ mày luôn rồi, cho mày chừa cái tội ăn cắp mà. Thì vừa nói xong như vậy đó, là ổng bợ cái cây á, ổng quánh tới tấp vào trong người của em luôn á. Ổng nói mày bỏ cái tờ tiền đó xuống, tao đặt cho mày thấy mẹ mày luôn nè, cho mày chừa cái tội mới bà lớn vậy mà mày đặt ăn cắp tiền đem đi cho ông bà ngoại mày. Ổng càng nói rồi ổng càng đánh á. Rồi do ổng tức quá hay sao quá anh ơi. Rồi ổng đánh nặng quá, rồi ổng lỡ ổng tay ổng vứt vào trong cái ót của em á. Rồi á em bị xuống em mất luôn á. Bởi vậy từ lúc mất tới giờ em suy nghĩ chỉ thấy có 500 ngàn để cho bà ngoại chạy chữa, mua thuốc cho ông ngoại uống coi có đỡ bệnh hay không á. Mà vì nỡ lòng nào á, ổng chỉ vì 500 ngàn đó, rồi ổng tức giận á, rồi ổng đánh em cho đến khi em mất luôn. Bởi vậy em hận ổng dữ lắm. Từ lúc em mất tới giờ em không có muốn ở nhà đó nữa. Rồi em cứ lang thang bên ngoài á, chỗ này chỗ kia á, cho đến tận hôm nay luôn rồi. Thật sự á, đói khát với lạnh lẽo dữ lắm, em chịu cũng hết nổi luôn rồi. Em không biết phải đi về đâu nữa. Nhưng không biết tại sao hôm nay lại có duyên, lại gặp được anh á. Anh nói anh giúp đỡ á, em nghe em cũng mừng lắm. Em cũng hy vọng á là anh có thể giúp đỡ được giùm em nha. Rồi thì nói chung thì lúc đầu anh vào thì anh hứa sẽ giúp đỡ được em thì sẽ giúp đỡ, không có em cứ yên tâm về điều đó. Nó còn vấn đề của em á thì bây giờ thôi, bây giờ mình cũng đã là một hồn ma, mình lang thang vất vưởng rồi, mình cũng đừng có mang cái uất hận nữa. Tại vì bây giờ á, người cha Vượng của em á lỡ tay sát hại em rồi thì buộc lòng có lẽ bây giờ cũng đã bị pháp luật trừng trị rồi. Nó thì em cứ buông bỏ những cái uất hận nữa đi, chứ mình nhẹ được cái lòng để mình còn được đi về chùa núi tu hành hợp đạo nữa chứ. Chứ em mang cái quốc ngỡ quốc hận đó rồi sao về chùa núi tu hành hợp đạo được. Em đâu có lo học đâu, em có mang cái nhớ nhung mà cái nào quốc hận tới không thì học biết khi nào mình đi được 2 chính kiếp. Đó không? Rồi còn thời phần thực sự đối với em là em là một người cháu rất là có hiếu. Nó có hiếu bà rất là nhiều, nhưng chỉ vì nói chung là lỡ tay thôi, ông Vượng của em lỡ tay thôi, chứ thật sự ông Vượng em cũng có thể là đánh em để mà răng đen thôi, chứ cũng không muốn là sát hại như vậy à. Rồi với lại một phần nữa, bây giờ em cũng là đâu có nhỏ lắm, mất nhỏ lắm. Em cũng giờ mình cũng chưa trải được cái sự đời, mình cũng chưa hiểu hết được cái cuộc sống của xã hội nè. Nhiều khi anh nói như ông bà ngoại em cũng có một phần, có một cái lẽ đúng đó, mình cũng có một phần sai. Tại vì thí dụ như bây giờ đúng là thương em, thương mẹ em, không muốn mẹ em phải khổ là cũng đúng. Nhưng bây giờ mẹ em vẫn còn trẻ đó, mẹ em cũng phải có một cuộc sống mới, một mái ấm mới, một gia đình mới đó. Cho nên nói chung là ai cũng có một cái vấn đề sai hết, không phải riêng về mẹ em, cũng không phải riêng về ông ngoại bà ngoại em, cũng không phải riêng về cha Vượng của em. Nhưng mỗi người có thể ngồi cùng nhau để mà mình tâm sự, mình chia sẻ nhau, mình nói ra những cái gì mà mình mong muốn để hiểu nhau hơn, lúc đó sẽ có cách giải quyết hơn. Nhưng mà ai cũng cứng, ai cũng rắn hết trơn á, rồi không ai chịu sáp lại ngồi nhau, thành ra nó có còn cái mâu thuẫn. Vì chính vì cái mâu thuẫn đó mới gây ra cho em là em bị mất. Nó chạy vì lúc mà ông ngoại không có đồng ý ông cha Vượng thì buộc ông cha Vượng phải có một cái hiềm khích gì trong lòng, phải nhớ đó. Mà ngược lại cái em đi cấp tiền em cho ông ngoại em mua thuốc uống đó, thì buộc ông cha Vượng phải nóng tính rồi đó. Nó xảy ra anh chị như vậy. Nói về chắc có lẽ bây giờ mẹ cũng đang rất là hối hận, ông bà ngoại cũng đang rất là hối hận rồi. Nó có thể cha Vượng hiện tại em đã bị pháp luật trừng trị thích đáng rồi. Cho nên là bây giờ em nên nghe lời anh đi. để anh đưa em đi về chùa núi cho anh tu hành nhập đạo, thì để mình cứ sớm mình được đi đầu thai chứng kiếp luân hồi để mình làm kiếp người mới nữa. Rồi không biết đâu mà khi mà mình tu hồng tắc đạo, mình có thể mình quay về mình phù hộ cho ba mẹ, cho mẹ mình có thật nhiều sức khỏe, hoặc ông bà mình, để mình có thể là có sức khỏe để mà còn sống. Đó, thì nói chung là hổng ra mười mấy năm thì em cũng không biết là ông bà của em nó còn sống hay không, nhưng mà cũng hy vọng rằng em có thể là hướng về đó để mà cố gắng tu học được tốt để mình có thể là mình phù hộ ba ông bà mình, phù hộ mẹ mình, hoặc cả thể học tu học được tốt để mình kiếp sau mình có thể làm một người tốt hơn, sống có ích xã hội hơn. Thì hy vọng rằng còn về vấn đề anh gửi em về chùa thì em cứ yên tâm. Về chùa thì anh sẽ được về trên nè, thuyết giáo Phật pháp cho em hiểu nè, cho em nghe kinh niệm Phật đọc chú nè, rồi sắp xếp cho em được một chỗ trú ngụ nữa, em không phải mắc nắng mắc mưa. Đặc biệt nữa là sẽ được các quý sư thầy nó cúng ký hàng ngày cho em dùng để em cho em được ngôi làm ông già để em dễ tu học hơn. Đó, thì hy vọng em hãy chấp nhận để em đưa về đó nha, chỉ còn ở đây lang thang đói khát lạnh lẽo nắng mưa thất thường rất là cực khổ. Em thấy như sao? Rồi thì nãy giờ á em cũng nghe những lời của anh nói rồi, vì thật sự nó được như vậy á, vì tỉnh có chỗ ở, có chỗ trú ngụ nữa, rồi có các sư thầy chỉ dạy cho tu hành học đạo để sớm được chuyển kiếp đầu thai nữa, thì thật sự quá tốt rồi. Thì do cuộc sống của em á thật sự cái số nó khổ dữ lắm, nó chỉ gì á chỉ muốn giúp đỡ ông ngoại bà ngoại thôi, nhưng mà cái xảy ra cái cớ sự như vậy thì em cũng mang cái quốc hận cha dượng dữ lắm. Nhưng mà thôi bây giờ cứ mang cái quốc hận hoài thì cũng có làm được cái gì đâu. Thì hôm nay á anh nói như vậy rồi em sẽ buông bỏ tất cả nha, nhờ anh giúp đỡ giùm em đi về chùa nha anh. Rồi nếu giờ em đã chấp nhận để anh gửi em về chùa thì bây giờ em chắp tay lại niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật ha. Rồi em sẽ mở cái luồng sáng thì em cứ đi theo luồng sáng tới về tới cổng chùa nha. Về cái cổng chùa thì em lại ngay cổng em trình diện 2 ngày hữu tả hộ pháp ở đó, thì 2 ngày sẽ cho em vào trong, rồi mình sẽ được bề trên sắp xếp cho em chỗ trú ngụ trước. Sáng ngày hôm sau thì mình sẽ được sư thầy cúng kiến buổi sáng, xong buổi trưa mình sẽ bắt đầu mình tu học em nha. Rồi em xin nghe lời của anh chỉ dạy à. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì chắc cả nhà mình cũng đã có nghe một câu chuyện của một em trai vậy cả nhà. Thật sự mới vào thì con cũng không nghĩ là em mất nhỏ tuổi như vậy. Nhưng mà khi mà cúng em xong thì vào lại hỏi thì em lại mất rất là nhỏ tuổi, mới có 16 tuổi cả nhà. Thì chỉ vì một cái việc là ăn cắp 500.000 của mẹ mình để mà đưa bà ngoại mua thuốc cho ông ngoại, lại xảy ra cái cớ sự như vậy. Thì cái cớ sự đó thì chắc có lẽ là cả nhà mình cũng nghe rồi, cũng do gút mắt giữa ông bà ngoại và ông cha dượng thôi. Cũng do lúc ngày xưa ngăn cản thì buộc anh có cái hận thù cả nhà. Nó đến vậy thì đến khi mà ông bà ngoại phát bệnh thì lại không đưa tiền mua thuốc, thì anh này cặp thêm em này em cũng thương ông ngoại, có hiếu cũng làm liều ăn cắp, mà không may thì bị ông Dương phát hiện. Thì cùng em thì thực sự đối với em thì em cũng gọi là chưa trải sự đời, cũng chưa biết được cái cuộc sống cái xã hội như thế nào, thì con cũng đã giải thích cho em hiểu, thì cũng đã giúp đỡ em để gửi em về chùa núi tu hành nhập đạo rồi. Thì cũng thể chúc em người đó cố gắng tu học tốt để sớm được đi thai chứng kiếp luân hồi để làm kiếp mới đó nha. Dạ thì có lẽ thì con xin kết thúc video đây. Thì cuối video thì cho phép con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình người thân của mình, đặc biệt có thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thanh tâm an lạc trong công việc cuộc sống ạ. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại cái mình ở những video sau.